Thế coi nhiêu con? Không không bị bơ bơ mượn cân mới nhiêu không? Chạy chạy bơ. Giờ chích tiếp qua coi coi có không hả? Sao bữa giờ thấy nó nhả bóng gì đâu mà thấy có hay ha. Nó hụt làm đùng đùng ban đêm luôn mày ghê thế mày tưởng con cá sấu hả? Tưởng con ai quậy. Rồi chắc ba con hết rồi. Một trăm con á, còn mấy con á coi. Trời ăn nữa làm chi con rồi nó. Biết bao nhiêu lâu rồi. Con mẹ gắn đồ ăn hết mẹ. Bên đây có, bên đây chứ không có đâu, bích kính thật sự. Nó dính là nó tự nổi lên hả? Điện là mạnh chứ nó ha. Mấy con vô quay là mấy con cá. Ui chán ha, còn cũng 3 ký thôi. Con này 3 ký không? Quay lại cho mấy hai coi. Nó xỉu thì chứ đâu có chết. Đâu có chết, nó xỉu. Bự quá ha. Cho con cá với Ngọc ha. Đâu biết nó có dưới đâu. Bự qua bao lâu. 100 con này với 50 con. Nó quậy chất vàng luôn. Nó bắt được con nào trên. Bà nó chết hết con. Quay luôn nhà nó mọc. Này là cách ra. Này rất lâu lắm ha. Ừ, mấy năm rồi, 5 năm, 6 năm rồi. 8 năm. Cái đâu cho ăn gì bỏ lúc mà dùng bữa không thì á. Ý, 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 ý. Ngập nó tràn bờ ở trên đi mẹ trên rồi. Rồi bây giờ còn sót mà nó cho là bữa ở một con nó chung vô bao nhiêu lần nó chết nữa. Cái đó nó còn giờ 4 con rồi. Bữa chết con đó, nhỏ hơn này chút. Rồi rồi nó nghe, rồi rồi cái. Chứ gọi gì? Ai biết gọi gì? Chỗ con cá ai biết? Hả? Có buồn chuối hay gì em cho ông đi. Ông đi làm gì mà sẵn kêu luôn hả? Ông dứt điện đâu mình một phải mưa vậy. Của ông này hôm bữa phụ ông một mà phải không? Ba rẻ một vậy là ba rẻ một. Ông này ông bị tim. Tim chứ. Còn phòng chết nữa không? Không còn chết không chết đó. Mà không có đâu. Trời ơi, quay vậy mà để bắt cầm lên quay mấy con. Bắt lên đâu chết. Đâu là đâu đâm không? Đâm. Đâm thôi. Còn đâu nắm cái đuôi đó. Cái đuôi đâm không? Ừ, nhảy tùm lum. Nè, con. Nó có cái nhà. Đây nè, vậy nè. Đó, để cho nó hai rồi coi. Nè. Nó nhả nước kìa. Thấy không? Thấy, cặp chút xíu đi. Cặp xíu đi. Quay cái mặt nó qua. Để làm vậy đó đi. Thôi, để lấy gian nhìn luôn. Còn phải nhắm thử coi mấy ký. Cầm hai con lấy cái thôi. Cái thao bỏ vô cần thử coi nhiêu con. Không bị bơ bơ mượn cân mới nhưng không. Chạy chạy. Để vậy. Kệ nó, cho nó nằm đó đi. Để vậy quay ngoài
Qua wow, nhìn như con cá cá sấu hả? Có mặt. Nó sống đâu. Để nó để ngoài đó đi. Bà kể đi để nó đi, bà cầm lên nó dơ. Qua bển mượn con em đi đường sau đi. Nãy giờ nó. Hả? Thấy rõ không? À gọi má hai coi. Thấy rõ không? Rõ chứ. Rõ chứ. Ừ. Con chắc cũng có 2 3 kg, 3 kg quá. Ừ nặng hết. Trời ơi còn 5 có coi ký 1 con á. 4 kg á. Rồi rồi bà để xuống đi rồi xíu lấy cần cần cái nữa rồi cơ. Không có chỗ này ăn gì. Ba con ấy mình cho ba nhà rồi. Quá bự ha. Không, thơ nước nặng quá. À. Nhìn giống cá mập quá. Đâu có cái cầu khóa lâu rồi mà sao cũng mập quá ha. Mà với nó ăn gông không mẹ ơi. Ăn bậy bạ bởi bụng sinh ra nè. Đồng nghiệp em. Ăn vậy. Ủa đó bỏ vô thao cân luôn à. Để xuống đây xuống. Trời ơi lấy. Lấy cần kia không lấy. Bên Úc Hoàng không thấy lấy cần đâu. Quê bệnh lấy gì mà. Thôi. Ba mày á. Ba mày lỡ. Thôi lỡ rồi để xuống rồi, đi. Lỡ rồi. Mày khùng quá. Thôi là bữa nhớ nghe. Cần tới 5 bữa tiếng. Tại vì nãy nói là cần Úc Hoàng. Nói lộn. Đấy có cái thào. Cần cái thào tức nhiều rồi quăng nó vô cái thào. Cần hết luôn coi như. Bỏ cái thào tức này bỏ vô lên cái thào. Cần nhiều. Cần heo này, này gần ký cho ăn ký đi. Đâu có gần ký hả? Gần ký á. Rồi, rồi bà bắt mỗi con vô rồi con chừng nha. Nó lộn phải không? Nó không có cái gì mà chỉ có cân heo mới lấy cái cân này thôi. Con này hả? 3 ký. 3 ký không? 3 ký lên 4 ký là 3 ký. Bỏ vô đi. Rồi bỏ tiếp rồi, bỏ tiếp. Thôi cứ đừng bỏ ra, cứ bỏ vô luôn cân hết mà. Bỏ từng con lên thì coi nó lên như vậy đó. Này 6 kim. Ủa con này 4 kg lận. Con mới vô là 4 kg á. Ừ. Rồi chưa? Rồi bỏ lên đi. Nó không ăn nữa. Con này 2 kg à. 29. Tổng cộng 8 kg. 8 kg bỏ. 2 3 4 tính rồi bỏ rồi luôn á. 3 còn 8 kg. À 3 còn 8 kg là 2 3 4. Ủa. 2 3 4 là tới 9 trừ 1. Giờ 9 kg nè, 9 trừ 1 là còn 8 kg á, rồi 8 kg. 8 kg. Thấy bự gì cũng không có nặng lắm. Tại vì nó ốm. Sao bỏ con thao lấy ra chị ngoài chị. Con này nặng nhất, con nặng nặng làm tức đi, cái con con nào mập là bao nhiêu tôi biết liền gì. Con nó nhiều mấy ký? Con nó mập á. Con này 3 ký hả? 332 chắc 332 quá, hai con này thôi cũng 3 ký hết á. Con kia ra bỏ lại vô biết liền cái gì. Không kể cắn cái gì. Con này 3 cả 2 ký rưỡi. Con này. Con này 3 ký, 2 ký rưỡi 3 ký. Con kia nhỏ hơn, con kia chừng 2 kg là đúng 8 kg rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Mày mặn được không? Được. Ăn chặt luôn cho nó. Không thế là sao con gì? Làm đồ đập đồ làm. Lấy xuống bưng xuống phụ ngọc rồi rồi trải cân để cân ngồi đây này để rửa.